Vâng, xin chào anh chị, chào mừng anh chị đến với kênh bất động sản Big Real. Video này ngày hôm nay thì Phong muốn giới thiệu tới anh chị một miếng đất tại Long Phước, quận 9. Cụ thể là miếng đất nằm ngay đường số 7, phường Long Phước, quận 9. Thửa đất có diện tích tổng là 122m2 với ngang là 4m7, dài là 26m. Vâng, thì như trên Google Map thì anh chị có thể thấy thì đây là trục đường Long Phước. Thì đây là khu vực chợ Long Phước, thì đường số 7 nằm ngay bên hông chợ Long Phước. Thì di chuyển từ đường Long Phước theo trục đường số 7 vào vào miếng đất thì nó khoảng 400m, nó nằm ngay liền kề với hẻm 56. Hẻm 56 là hẻm mà kết nối giữa đường số 7 và đường số 8. Vâng, thưa anh chị, thì đây là bản đồ quy hoạch của thành phố Hồ Chí Minh. Thì đây là vị trí của miếng đất mặt tiền đường số 7. Thì mặt tiền đường số 7 này sẽ được mở rộng ra là 20m, cùng với hẻm số 56 sẽ được mở rộng. Thì hai đường này sẽ kết nối ra đường Long Phước để kết nối qua cao tốc Long Thành Dầu Dây. Thì anh chị, như anh chị cũng thấy thì miếng đất này rất là gần kề những đường lớn. Hiện tại thì miếng đất này đang được giao bán với giá 50 triệu trên 1m, tổng diện tích là 122m thổ cư. Anh chị quan tâm tới miếng đất, vui lòng liên hệ với các hotline của Big Real để Phong có thể gửi cho anh chị thông tin chi tiết nhất về miếng đất. Cảm ơn và hẹn gặp lại ở các video sau.